chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình thời sự hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2020. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hợp mặt kỷ niệm 43 năm ngày thành lập và phát triển. Tuổi trẻ Tây Ninh trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung trong chương trình có phóng sự người mê làm lúa giống biên phòng tây ninh thưởng đóng 10 triệu đồng cho đội đặc nhiệm và bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý khán giả sáng ngày 30 tháng 10 Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tháng 10 năm 2020 đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trình Văn Phước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, với phương châm đoàn kết, kỹ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, đã thành công tốt đẹp. Đại hội xác định mục tiêu của tỉnh đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDB bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đại hội thảo luận và nhất trí cao với 17 nhiệm vụ và 3 giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 47 đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ phiên đầu tiên đã bầu 15 đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng thông báo kết quả hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13. Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Phước, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như nghị quyết Đại hội cấp mình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ 10, tiếp tục tuyên truyền các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản tới Việt Nam, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện chỉ thị 05 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước. Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 10, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã long trọng tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 43 năm thành lập và phát triển. Tại buổi họp mặt ông Vũ Xuân Trường, bí thư đảng ủy, giám đốc đài phát thanh truyền hình Tây Ninh đã ôn lại truyền thống của đài. Sau 43 năm thành lập, trải qua nhiều thăng trầm, dù còn nhiều khó khăn, nhưng đài phát thanh truyền hình Tây Ninh hiện nay đang từng bước khẳng định được thương hiệu của mình trong khu vực Đông Nam Bộ và trong cả nước. Hiện nay, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sản xuất 4 bản tin thời sự truyền hình, trong đó có 3 bản tin trực tiếp một ngày, 2 bản tin phát thanh trực tiếp một ngày, 40 chương mục truyền hình, 18 chương mục phát thanh trong đó có nhiều đầu chương mục mới do đơn vị tự sản xuất và hợp tác sản xuất thu hút khán tính giả xem và nghe đài như chương trình 24 giờ chuyển động chuyện đông tây kỳ thú 360 độ đẹp từ trái tim đến trái tim hạnh phúc ở đâu một số chương trình phát thanh như bạn đường tin cậy qua sống VOH, qua sóng chương trình qua miền dân hóa đặc biệt đài còn kịp thời tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid 19 đài hội đảng các cấp truyền hình trực tiếp đại hội đảng các quyền, thị xã thành phố đại hội đảng bộ tỉnh tây ninh lần thứ 11 những thông tin mới luôn được cập nhật thường xuyên trên các hạ tầng youtube fanpage của quay web .ttv11.vn trong thời gian tới đài phát thanh truyền hình tây ninh sẽ tiếp tục sản xuất và liên kết sản xuất các chương trình mới nhất là các chương trình giải trí chương trình khoa giáo các chuyên mục truyền hình trực tiếp phát thanh trực tiếp đáp ứng kịp thời nhu cầu xem và nghe đài của khán thính giả Chiều cùng ngày, Thường trực tỉnh đoàn đã đến tặng qua chúc mừng Ban giám đốc Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh nhân kỷ niệm 43 năm thành lập đài 1 tháng 11 năm 1977, 1 tháng 11 năm 2020. Thay mặt Ban thường trực, anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn đã gửi lãng hoa cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại đài, cùng lời chúc sự nghiệp phát thanh truyền hình của tỉnh tây ninh ngày càng phát triển toàn diện đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đảm bảo thông tin kịp thời chính xác đúng định hướng của đảng phán ánh giới thiệu được nhiều điển hình tốt kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực động viên cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt đường lối chính sách của đảng nhà nước đồng thời phê phán những mặt còn hạn chế yếu kém góp phần làm trong sạch, lành mạnh đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, xây dựng Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Chiều ngày 29 tháng 10, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hòa Thành, Nguyễn Văn Phong Chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 19, kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 11 dự kiến tổ chức trong hai ngày, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã. Theo chương trình, thường trực Hội đồng Nhân dân và các bang Hội đồng Nhân dân thị xã sẽ trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, kết quả thẩm tra của hai bang Hội đồng Nhân dân, kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 11, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân thị xã và kết quả giám sát chuyên đề việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2020. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ trình bày các báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành năm 2020, kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiến độ kết quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, phương án phân bổ và dự toán thu chi ngân sách nhà nước thị xã, xã, phường năm 2021, nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2021. Chiều cùng ngày, Thường trực Hội đồng Nhân dân quyền ngồi dầu tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Văn Phỉ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền, bà Dương Thị Thiếu Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp các vị đại biểu đã thống nhất kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2020 tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu. Kỳ họp tiến hành thông qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, thông qua các tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025 dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, cùng các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và hai hội đồng nhân dân huyện, báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và báo cáo của một số ngành bảo vệ pháp luật. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Về công tác tổ chức, kỳ họp sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua các nghị quyết Hội đồng nhân dân của kỳ họp. Kính thưa quý vị, xuất thân là một nông dân gắn bó với cây lúa, Ông Nguyễn Chân Nhành ở ấp 2 xã Bầu Đồng, huyện Cò Châu, luôn trăn trở tìm tòi cho được những giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng địa phương cho năng suất cao, rồi lập ra hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bầu Đồng hoạt động có hiệu quả, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định từ việc trồng lúa giống. Hơn 30 năm cắn bó với cây lúa, lão nông Nguyễn Chân Nhành thuộc lòng các đặc tính của từng giống lúa ông đã trồng trên vùng đất này. Nếu mà làm cây lúa thì nó không có giàu, nhưng mà nó ổn định hơn. Tại vì mình nếu mà không làm giống nữa thì mình cũng tìm những cái giống lúa nào mà có cái đầu ra ổn định. Thì hiện giờ làm cái gạo đỏ nên hai năm rất ổn định, nhưng mà tiếp, dù tới cũng tiếp tục ký hợp đồng. Thì mình ký hợp đồng này thì cái giá ổn định, giá đầu vụ luôn. Thời gian đầu, ông xuống tận diện của học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam đến nông dân chuyên làm lúa giống ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu sưu tầm giống lúa. Rồi ông được chuyển giao kỹ thuật về áp dụng trên cánh đồng của mình. Ở đây thì muốn làm giống nào thì trước đó mình nghĩ tham quan, coi những cái điểm người ta sản xuất sao, Rồi gặp những nông dân đó, cái giống đó có ổn định hay không, chứ để mình đại diện cho cái, cho cái nông dân đây mình làm đem về thất bại là nó có đó cũng mình tâm cái, cái, tư mình khó chịu lắm tại mình tìm nông dân làm sao có lợi hơn từ tổ liên kết sản xuất lúa giống năm 2011 phát triển lên thành hợp tác xã giống cây trồng dịch vụ nông nghiệp bào đồn đến nay hợp tác xã có 47 thành viên 97 hectare đất chuyên trồng lúa mô hình liên kết sản xuất lúa chống giữa đơn vị với người nông dân đã đem lại lợi ích cho cả hai bên. Đơn vị có sản phẩm, người nông dân gia tăng giá trị kinh tế trên một hecta. So sánh với sản xuất lúa thương phẩm, sản xuất lúa chống đã gia tăng thu nhập lên 20 đến 30%. Thì từ ngày vô hợp tác xã này thì nó thuận lợi. Thuận lợi cái các mọi mặt thì lúa giống thì mình bán được cũng có giá hơi cao chút. Mặc dù có thời gian cái lúa giá thành không được cao nhưng mà hợp tác xã vẫn gắn bó. Bởi vì gắn bó bởi vì trong quá trình đó là cái công tác giống thì hợp tác xã cũng rất là nhanh nhẹn điều chỉnh phù hợp các thời thời điểm và cái lượng lúa giống khác nhau. Và làm kèm bên đó là hợp tác xã làm bổ sung thêm một số dịch vụ chuyên về cây lúa để giảm giá thành cho các thành viên của hợp tác xã. Từ đó là người thành viên hợp tác xã được gắn bó hơn và có hiệu quả kinh tế từ cây lúa cao hơn. Hiện nay, ông Nhạnh đang liên kết với một công ty chuẩn bị sản xuất giống lúa mới cho năng suất cao, gạo ngon. Dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông vẫn miệt mài canh tác giống lúa theo hướng an toàn. Đếm trải hết những cay đắng ngọt bùi của nghề nông để thu về những bông lúa triệu hạt chất lượng cao. Sáng ngày 30 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh sơ kết tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008, giai đoạn 2015-2020. Thực hiện quyết định số 19 ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008, vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử các nội dung hoạt động có liên quan về hệ thống quản lý chất lượng, phát hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008. Lũy kế đến ngày 10 tháng 9 năm 2020, toàn tỉnh có 128 trên 130 đơn vị đã thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001, gồm 27 trên 27 đơn vị cấp tỉnh, cấp chi cục thuộc sở, 9 trên 9 đơn vị cấp huyện và và 92 trên 94 đơn vị cấp xã. Việc dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 giúp cho việc giải quyết hồ sơ của tổ chức công dân được thực hiện đúng thời gian quy định, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Tại buổi sơ kết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 giai đoạn 2015-2020. Ngày 29 tháng 10, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Mấy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng cho biết, Ban chỉ đạo thị xã thời gian qua đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, phụ trách chỉ tiêu và tiêu chí phù hợp với từng lĩnh vực và tình hình thực tế của thị xã để hoàn thành nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tráng ban có 5 xã gồm An Tịnh, An Hòa, Lộc Hưng, Gia Bình và Gia Lộc được nâng lên thành phường và hai xã sáp nhập là Bình Thạnh và Phước Lưu thành xã Phước Bình nên ban chỉ đạo xã, ban quản lý xã, ban quản lý các ấp thuộc các xã này đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giải tán. Hiện đã thành lập mới ban chỉ đạo ban quản lý xã Phước Bình, kiện toàn ban quản lý ba xã còn lại gồm Hưng Thuận, Đồng Thuận, Phước Chỉ. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn như phân bổ vốn thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2020 việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cấp, giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Máy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, quan tâm triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất đã được phân bổ vốn, quan tâm duy trì các tiêu chí đã đạt, quan tâm thực hiện chương trình ô cấp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc thù. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, huyện Tân Châu đã tổ chức sơ kết công tác phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2020, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tân Châu đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội, phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong 9 tháng, trên địa bàn huyện xảy ra 119 vụ vi phạm pháp luật hình sự, giảm 29 vụ so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra làm rõ đạt gần 85%, đã khởi tố 99 vụ và 167 bị can. Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố duy trì, tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp vận dụng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, trong đó có mô hình truyền thông qua mạng Zalo. Ngoài ra, các lực lượng còn phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 9 tháng đầu năm 2020, ban an toàn giao thông huyện đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng chủ đề năm an toàn giao thông 2020. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã biên giới. Sáng ngày 30 tháng 10, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh và Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai các văn bản pháp luật gồm các quy định của pháp luật về phòng chống mại dâm, các biện pháp phòng chống mại dâm như tăng cường công tác tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ chính quyền các cấp về vai trò vị trí của công tác dự phòng, điều trị nghiện, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động về kinh doanh dịch vụ đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường lực lượng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động mại dâm trên từng địa bàn, xử lý kịp thời các tin báo tố giác của quần chúng nhân dân về các tụ điểm và tổ chức hoạt động mại dâm. Việc phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật cho người dân. thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật sở tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức và dân chức của xã long thành nam thị xã hòa thành đến dự hội nghị và trình bày các quy định của pháp luật có bà nguyễn thị kim hương trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật sở tư pháp và các đại biểu là cán bộ công chức viên chức của xã long thành nam Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai các văn bản pháp luật, gồm các quy định của pháp luật về phòng chống mại dâm, các biện pháp phòng chống mại dâm như tăng cường công tác tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ chính quyền các cấp về vai trò vị trí của công tác dự phòng, điều trị nghiện, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động về kinh doanh dịch vụ đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường lực lượng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động mại dâm trên từng địa bàn, xử lý kịp thời các tin báo tố giác của quần chúng nhân dân về các tụ điểm và tổ chức hoạt động mại dâm. Việc phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống làm việc theo pháp luật cho người dân. Kính thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 10, anh Võ Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đoàn, đại diện cho tuổi trẻ Tây Ninh, đến trao số tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung cho Quỹ Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Thời gian qua, tổ chức Đoàn hội đội các cấp trong toàn tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực, qua đó đã vận động được nhiều hiện kim và các loại nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung. Đại diện tỉnh Đoàn Tây Ninh đã trao số tiền trên 276 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để kịp thời chuyển đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Cùng ngày, đại diện công ty điện lực Tây Ninh cũng đến trao bản tượng trưng số tiền 80 triệu đồng do cán bộ công chức viên chức toàn đơn vị quyên góp ủng hộ. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận số tiền gần 1,9 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 18 giờ 20 phút ngày 30 tháng 10 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 45.444.211 người, số ca tử vong 1.187.641 người, số ca chữa khỏi 33.041.909 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.177 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 1.062 người. Tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người. Sáng nay 30 tháng 10, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã đến thường nóng 10 triệu đồng cho đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vì đã có thành tích bắt giữ một đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển 7.000 gói thuốc lá ngoại từ Campuchia vào Việt Nam. Các chiến sĩ đội đặc nhiệm cho biết, trước đó vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 30 tháng 10, khi anh em trong đội đang mật phục tại khu vực ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàn, cách bến và lái mai khoảng 500 mét, đã phát hiện và bắt giữ kịp thời tài xế Hồ Hoàng Quang, sinh năm 1992, hiện ngụ Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đang điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát 36A46180. Bên trong có chứa 13 thùng cắt tông, gồm 7.000 gói thuốc lá ngoại, hiệu 3 số 5. Khai thác nhanh, Hoàng khai nhận vận chuyển thuê số thuốc trên cho một người đàn ông ngủ tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền công mỗi chuyến là 1 triệu đồng. Thay mặt Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đại tá Lê Hồng Vương đã đến thưởng nóng cho lực lượng đánh bắt 10 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các chiến sĩ tiếp tục tăng cường đề cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, tổ chức mật phục đánh bắt trên các địa bàn trọng điểm, đảm bảo hiệu quả an toàn. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay sẽ được khép lại tại đây. Kính mời quý khán giả xem lại các chương trình thời sự trên website tv vn fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh Xin kính chào tạm biệt.